Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay 30 tháng 5 và ngày mai 31 tháng 5 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, khu vực Kiên Giang 24 giờ qua thì trạng áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, hội tụ gió Tây Nam tồn tại trên khu vực suy yếu dần. Thời tiết 24 giờ qua thì mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Tây Nam cấp 3. Hiện tại thì rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ tiếp tục duy trì, gió Tây Nam có cường độ tăng dần trên vùng biển ngoài khơi của Kiên Giang. Trên cao thì áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Biển Đông. 24 giờ tới thì rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bị nén và dịch dần về phía Nam, sau đó thì đẩy dần lên. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, hội tụ gió Tây Nam tồn tại trên khu vực Nam Bộ suy yếu dần. Trên cao thì áp cao cận nhiệt đới có trục giáp qua vùng biển phía Nam của tỉnh sẽ có xu hướng lấn Tây trở lại. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết cụ thể cho từng khu vực của tỉnh Kiên Giang. Trên khu vực thành phố Rạch Giá, tại đây thì mây nhiều, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn. Gió Tây Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ. Dự báo cho khu vực thành phố Hà Tiên, mây nhiều và có mưa rào rải rác, có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn. Gió Tây Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ là từ 24 đến 33 độ. Dự báo cho các huyện Kiên Lương, Giang Thành và Hòn Đất, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, ngày sẽ có nắng gián đoạn, gió Tây Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ và cao nhất là 34 độ. Dự báo cho khu vực Châu Thành, Tân Hiệp, Dòng Triền, mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, gió Tây Tây Nam cấp 3, nhiệt độ sẽ dao động từ 24 đến 33 độ. Dự báo cho khu vực các huyện Gò Quao, An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng, mây nhiều, sẽ có mưa rào rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 23 độ và cao nhất vào ngày mai là 32 độ. Dự báo cho khu vực thành phố Phú Quốc, mây nhiều và có mưa rào rải rác có nơi có dông, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ cao sóng là từ 0,5 đến 1 mét, biển có lúc động nhẹ. Dự báo cho vùng ven bờ Kiên Giang, Nam Chu và Phú Quốc, mây nhiều và có mưa rào và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Tây Nam cấp 4 có lúc cấp 5, nhiệt độ là từ 24 đến 33 độ, độ cao sóng là từ 0,75 đến 1,2 mét, biển có lúc động nhẹ. Dự báo cho khu vực Phú Quốc, Nam Chu, Thổ Chu, trên khu vực này thì mây nhiều và có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ là 25 đến 32 độ, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,2 mét, biển động nhẹ. Dự báo cho khu vực biển Vịnh Thái Lan, trên khu vực này cũng sẽ nhiều mây và có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ 24 đến 32 độ và độ cao sóng là từ 0,75 đến 1,5 mét, biển động nhẹ. Thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang ngày hôm nay. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.